Xin chào tất cả các bạn. Ở đây thì có bạn sinh viên, bạn học sinh hay là những bạn nào đang đi làm việc mà chúng ta phải liên tục sử dụng những cái tin học văn phòng như là Excel thế nào. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta trang trí một cái Excel thành rất là nhiều màu, cực kỳ là đẹp luôn mà cực kỳ là đơn giản luôn. Các bạn không cần phải sử dụng bất kỳ những cái công cụ hay là những cái phần mềm nào để có thể chỉnh sửa Excel này kia đâu. Ngay bây giờ thôi, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để đổi màu sắc trên Excel cực kỳ đẹp ngay trên chính Excel của các bạn luôn. Thì mời các bạn, chúng ta sẽ cùng theo dõi video mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ngay bây giờ. Rồi, ngay bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đổi màu cột trên file Excel ha. Cực kỳ là đơn giản thôi, các bạn vào mở cho mình cái mục Excel đấy ha. Mình sẽ tìm cái mục Excel để mình mở ha. Rồi, để mà thay đổi được cái màu cột của Excel ha, thì ví dụ các bạn sẽ tạo cho mình một cái cột đi ha. Ví dụ chúng ta có tạo một cái cột này. Rồi, vậy là chúng ta đã có một cái cột trong Excel ha. Bây giờ các bạn muốn đổi màu ha, để vì cái chúng mình muốn đổi màu cái này để cho nó tạo một cái điểm nhấn ha. Cái mục mà chúng ta cần quan tâm thì rất là dễ thôi, các bạn bôi đen cái cột đó ha. Các bạn kích vào đây và lựa đây cái màu mà các bạn yêu thích thôi, thì rất là dễ luôn nè. Ví dụ đó, thấy chưa, thì mình đã đổi được màu của các cột rồi, và cứ như thế thôi, các bạn thích đổi màu gì cũng được, chúng ta có thể lựa chọn vào màu sắc ưa thích của chúng ta ha. Tương tự như vậy, những cái cột khác các bạn cũng muốn đổi màu thì các bạn cũng có thể làm được như vậy ha. Rồi, thấy không các bạn, rồi chúng ta có thể đổi màu bất kỳ ha, thích màu nào có màu đó. Rồi, như vậy là chúng ta đã có những cái cột rất là đầy màu sắc trong Excel luôn thôi các bạn. Thì chúc các bạn chúng ta sẽ thành công ha. Rồi, như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để có thể thay đổi những cái màu trên Excel đúng không? Rất là đẹp luôn, 7 sắc cầu vồng luôn đúng không các bạn? Bằng một cái thao tác rất là đơn giản thôi, đúng 5 chữ cái thôi là chúng ta đã có thể đổi được màu của Excel rồi. Thay vì các bạn cứ phải kích từng cột và các bạn đổi màu. Có nhiều bạn, mình biết là có nhiều bạn thường hay kích từng cái cột và đổi màu đó các bạn. Tuy nhiên á, sau khi mà các bạn xem cái video này xong thì các bạn hoàn toàn không cần phải làm như vậy nữa, rất là mất thời gian và rất là vô nghĩa luôn đúng không các bạn. Thì chúc các bạn sẽ có cho mình một cái bài là Excel, một cái trang Excel thật là đẹp ha, thật là chuyên nghiệp luôn. Khi đó mà mình gửi cho người khác thì người ta họ sẽ trầm trồ mình đó, họ cứ nghĩ là chúng ta đã đầu tư rất là nhiều trong cái Excel này đúng không nào. Thì chúc các bạn sẽ thành công ha, và đừng quên like, share cũng như subscribe để ủng hộ cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video khác.